Chào các bạn, chúng ta lại quay trở lại với giải đấu ao làng diễn ra tối thứ tư và tối thứ bảy hàng tuần. Sau hai buổi ao làng nghỉ thì hôm nay chúng ta lại quay trở lại với nhau với phần thưởng 10 đô như mọi khi rồi. Một đường bay từ khu vực Mita Power sang khu vực cảng Japan. Sẽ bay qua rất nhiều khu vực đây: Lipoka, Mita, cảng Novo, trường học Johok, Pochiki và cuối cùng sẽ dừng lại ở khu vực Hopito. Và vòng bo chúng ta sẽ lệch sang khu vực bên phải của bản đồ. Sorry các bạn trước là hôm nay tôi vẫn đang hơi ốm một tí, họng tôi đang hơi đau nên là có lẽ là tôi sẽ không thể nói to và nói nhiều được, nên là mong các bạn hết sức thông cảm nhé. Chúng ta đã có rất nhiều player đã rời bỏ máy bay để buông mình xuống dưới khu vực bên dưới rồi. Mita Power, Lipoka cùng với Primo, cùng với Manson sẽ là những lựa chọn hàng đầu của các player của chúng ta. Việc lấy xe lên trên khu vực Kameski hay là Yasana cũng không phải là một lựa chọn quá tồi để các player chúng ta có những lượng trang bị cần thiết để bắt đầu trận đấu ao làng đầu tuần của chúng ta. Phần thưởng 10 đô không phải là quá nhỏ, cũng không phải là quá lớn, nhưng mà đủ để chúng ta có những khoảnh khắc vui vẻ với nhau rồi. Fendi sẽ là người nhảy ở gần khu Mita. Có một điều đặc biệt đấy là Mita ở ngay bên dưới đường bay nhưng mà lại không có player nào nhảy xuống cả. Một khu vực rất giàu có và rộng lớn luôn. Huy BBT thường nhảy ở khu Mita Bay nhưng hôm nay thì lại gieo mình trong khu vực farm. Và gần đó là vị trí của Quyết MU. Chúng ta cùng xem góc máy của Huy BBT. À xin lỗi các bạn, đó là vị trí của Quyết MU. Quyết MU đã đá ngay được cho mình khẩu súng đéo gì rồi. Hình như đó là một khẩu Tommy Gun. Còn bên kia Huy BBT thì sao? Một khẩu UMP. Quyết đang là người lợi thế hơn một chút khi là người nhảy xuống đầu tiên. Đã có mình cầu Tommy nhưng mà Quyết hình như là cũng đang có dấu hiệu đẩy sang rồi. Đẩy vào trong khu vực kho. Huy BBT thì đang quyết định chảy đẩy ra khu vực đằng sau. Nhưng không, Huy lại quay trở lại và bây giờ Huy bị bắn những viên đạn về Tommy gắn đầu tiên. Mất đi khoảng 2 và 3 máu mà thôi. Hình như chỉ có khoảng 2 viên đạn chính xác thôi và Huy chưa có mình một chiếc giáp đâu cả. Huy định quay lại nhặt cho mình một khẩu DP. Bây giờ thì Huy lại có mình một phương án tuyệt vời, đó là nằm xuống và cam ngược lại vị trí của Quyết MU. Mạng đầu tiên của Huy BMT ở trận đấu này ở phút thứ hai của chúng ta. Ở trên cục Manson thì sao? KOL Péo S đã nằm xuống rồi. Người vừa có mạng là vị trí của Hương Giang với khẩu M416. Gần đó là vị trí của Bumblebee. Hương Giang không mất cho mình một giọt máu nào trong pha giao tranh vừa rồi cả. Một quả nết vừa được ai đó ném. Giáo làng của chúng ta bây giờ thay đổi meta một chút với tỷ lệ nết là 0.01%, là khá hiếm đấy các bạn. Thỉnh thoảng nhặt được quả nết cũng gọi là lợi hại vãi lồn đấy, đéo phải là đùa đâu. Bobby đã có mình một khẩu mini 14 cũng một khẩu M416 đằng sau rồi nhưng anh chưa có cho mình một chiếc giáp nào cả, kèm theo là một chiếc mũ bảo hiểm cấp 1. Thay đổi vị trí rồi, bên dưới là vị trí của Deadshot nữa. Bây giờ thì Hương Giang đang cố gắng ngó vị trí của Deadshot, tiếng chân của Deadshot ngày một to hơn rồi. Faggy vừa có mình mạng của ai đó trên bản đồ. Tuấn Network thì vừa nằm xuống bởi vị trí của Bentosic và bây giờ thì Deadshot chuẩn bị mở cửa vào. Chúng ta cùng xem góc kê của Hương Giang nào. Phát hiện ra vị trí của đối phương rồi. Deadshot rất cẩn thận, lút đồ đóng cửa từng tí một. Bên kia thì Bumblebee cũng đã di chuyển ra khu bên ngoài của Manson. Sấy khá sớm từ vị trí của Hương Giang Idol. Như vậy là có lẽ là sẽ mất đi cơ hội gây bất ngờ đối phương. Giờ những viên đạn mi được bắn ra từ vị trí của ai đó và chúng ta cũng bay qua một góc khác của bản đồ. Ở đây Trọng cùng Z cũng đang có một pha solo cân đạo với nhau với một khẩu Berry. Trọng cũng chưa có cho mình giáp. Còn bên này thì Z thì sao? Giáp Z thì lại đéo có cho mình mũ. Hai player vừa trao đổi chiêu thức qua một cái ô cửa sổ. Giờ thì Z uống nước rồi. Có lẽ Z sẽ đẩy sang sớm thôi. Một khẩu AK, một khẩu UMP. Việc không có giáp thực sự là vô cùng thiệt thòi cho vị trí của Trọng ở tầng trên. Vậy thì Z đang có ý định đẩy lên trên rồi. Trọng sẽ xử lý tình huống này như thế nào đây? Một pha giao tranh tầm phải nói là rất gần luôn. Vẫn đang ngồi quấn những cái băng đít cuối cùng. Đằng sau Trọng đang là một khẩu hình như là cũng là một khẩu AK với ống ngắm Z đốt. Có tiếng xe của ai đó đi qua. Trọng ngó xuống cái ít mẹ mà Trọng ngó sai rồi, sai ngày rồi. COL top 1 server, ngôi nhà mà người ta hay gọi là nhà biểu diễn. Còn bên trên này Hồng Quân cùng vị trí của Vitor. Vitor có lẽ là vẫn đang chờ đợi tôi quay cam đến để có thể biết đối phương mình đang ở đâu rồi. Bây giờ thì biết rồi. Hồng Quân chỉ cầm được cho mình một khẩu Bison mà thôi. Nasus vừa có binh mạng của Kunka 420. Bây giờ thì Vitor sẽ xử lý như thế nào? Với trang bị đó là một khẩu M416 và một khẩu shotgun. Nhưng mà anh có mình một cái giáp 2 và một cái giáp 3. À xin lỗi các bạn, một cái mũ 2 và một cái giáp 3. Ông Quân thì vẫn đang chờ đợi cái ngôi nhà
3 tầng này là một trong những ngôi nhà phải nói rất khó công. Nhà rất khéo từ vị trí của Hồng Quân. Nhà phát nào là ăn đạn phát đấy luôn. Giờ thì Quân mất đi một chút máu rồi. Vì tùa tỏ rõ sự... thôi không sao cả. Đi mẹ, tôi đang đánh giá thằng Vi Tùa nó là cửa trên đấy. Nhưng mà thấy đéo nào nó lại chết mẹ trước rồi. Baby Boo sẽ loot đồ ở khu bên trên. 70 hôm nay vắng bóng người chơi, không có một ai loot ở trên đó cả. Upin thì đang lên xe lên trên khu vực Kameski. Ở bên dưới này Deadshot, Bumblebee cùng với Hương Giang, họ vẫn đang sống vô cùng hòa thuận với nhau. Trong khi đó thì Dion, người vừa cùng với Game Home giành được chức vô địch trong giải đấu đéo gì đấy mà chúng nó vừa bàn tán xong. Hình như chúng ta có hai cái iDrop rơi ở khu vực bản đồ thì phải. Một cái sẽ rơi ở khu vực đồng Yasana, một cái rơi ở khu vực ngoài Lipoca. Ở Lipoca chúng ta có vị trí của Uri Phan Rambo. Rambo đã có mình một quả nết rồi, một quả nết vô cùng quý giá. Mình sẽ ném vào trong khu nhà một. Tuy nhiên TF của Rai lại đang ẩn mình ở bên trong khu vực nhà vệ sinh. Bắn quá tốt từ vị trí của Rambo. Một quả nết tham mình quá chuẩn. Và ba viên đạn Purify đầu tiên là cầu đi một chút máu của đối phương rồi. Cry em rơi vào thế của Rambo rồi. Sau pha nhá đầu tiên thì Rambo tiếp tục purify thêm loạt đạn thứ hai. Và TF Cry là người nằm sướng trong pha giao tranh vừa rồi. Rambo đưa cho mình được mạng thứ hai ở phút thứ 6 của trận đấu, đưa trận đấu chúng ta về còn 72 player. Trước mặt đang là vị trí của Sadao cùng với Marcus. Marcus đang có ý định lên xe và di chuyển ra khu ngoài bờ biển để lấy cái iRope này. Trước khi lấy thì chúng ta cùng để ý xem cái iRope này có gì. Ngoài full trang bị cấp 3 ra, chúng ta sẽ có thêm khẩu Groza ngắm giảm thanh và cái ba lô ba nữa. Rambo cũng đang có ý định ra ngoài bờ biển rồi. Marcus khó lòng có thể chạy thoát ở trong tình huống này. Rambo cũng là một trong những người rất tham lam. Hầu như những cái iRope nào trong tầm ngắm mà có thể ăn được, Rambo đều rất ít khi bỏ qua. Giờ thì Sadao di chuyển lên trên khu vực, có lẽ là sẽ là lên khu vực tầng 2 để có mình một cái tầm nhìn tốt hơn. Một khẩu K98 cùng với ngắm 4x cùng với một khẩu 416 full phụ kiện cùng với ngắm xét đốt và full đồ cấp 2 có lẽ là quá đủ để cho Rambo clear hoàn toàn khu vực Lipoca này rồi. Marcus đã ăn thành công cái iRope và bề Sadao di chuyển lên khu bên trên. Một quả flash có lẽ là khá mù rồi. Quả flash thứ hai thì mù vãi lộn đến từ vị trí của Rambo. Bề thì một quả smoke sẽ được ném ra vị trí đằng sau để back up. Sadao phát hiện ra vị trí của Rambo rồi và Rambo rút ra mình một khẩu K98 cùng với 4x ra. Chúng ta cùng xem viên đạn K98 này có trúng đầu của Sadao hay không. À tôi ăn lộn em rồi, không sao cả. Rất may những viên đạn vừa rồi là từ vị trí của Marcus, người vừa ăn được cái thính xong. Bề Marcus có đi vào không? Không, khoảng cách là rất xa với cái đường nhựa như thế này. Sadao thì đang có ý định đẩy lên trên, thay đổi vị trí từ Sadao, khá thông minh. Rambo biết là có lường trước được điều này không khi đang rơi vào thế kẹp xăm. Đằng sau đang là vị trí của Marcus, người đang có mình full đồ cấp 3. Còn trước mặt thì đang là Sadao, người đang khao khát có mình được mạng đầu tiên trong trận đấu này. Rambo phải xử lý thực sự là bình tĩnh. Trong tình huống bị kẹp xăm như thế này, có thể sẽ nâng được từng tổ số kill của mình lên 4 hoặc là sẽ nằm xuống ở khoảng dưới phút thứ 10. Một thành tích mà chắc chắn là một game thủ chuyên nghiệp Rambo không muốn một tí nào. Những lọ nước. Rồi bây giờ thì kê ca rồi. Khoảng cách này là khá gần. Bắn ca đối thiệt một chút. Marcus cũng đã có dấu hiệu đẩy sang bên kia đường nếu như tôi nhìn không nhầm. Đúng là như vậy rồi. Không biết là hai player này sẽ kẹp Rambo hay là sẽ bắn nhau đây. Nhưng mà Sadao cũng đã có mình một ngôi nhà khá đẹp. Và Rambo đang là người bị thiệt thòi hơn rất nhiều khi mà không thể di chuyển được qua gói tình huống này. Quả smoke được ném ra khá hợp lý từ vị trí của Rambo. Z vừa có mình mạng của Mai Trung Hí với khẩu khẩu kia là khẩu gì tự nhiên quên mẹ tên nhở. Hai quả smoke liên tiếp được ném ra rồi. Bây thì Sadao vừa bị bắn một viên đạn và đít mất đi 22 máu từ vị trí của Marcus xong. Tôi không hiểu, Kairos vừa rồi có một khẩu Groza ngon vãi lộn mà Marcus lại không nhặt. Giờ thì Sadao quyết định là đẩy sang khu bờ tường. Deadshot mèo có mình mạng của Bumblebee ở khu mansion rồi. Có lẽ là Rambo không thể đẩy ra được ngoài cái nhà vệ sinh này rồi. Sadao đang tiếp cận rất gần đằng sau làn smoke. Bên trên thì vẫn đang là vị trí của Marcus. Một vị trí và đó là vô cùng khó chịu. Lại một quả smoke nữa được ném ra. Rambo hết sạch smoke rồi. Những phút đầu tiên mà nó vô cùng khó khăn và chật vật giữa vị trí của Rambo đến từ Rifan Alpha. Và hai thành viên đó là Marcus cùng với Sadao. À ở khẩu Vector thì bạn thỉnh thoảng tôi hay bị quên tại khẩu đấy vãi lồn ra. Chúng ta cùng chờ đợi thêm khoảng 30 giây nữa đến phút thứ 10 trận đấu. Nếu như không có gì xảy ra nữa có lẽ chúng ta sẽ bay qua cái chỗ khác.
Đúng ra quả smoke của Rambo nên ném gần thôi, ra vị trí cửa thì có thể mở cửa để chạy ra khu vực bên ngoài và pick được vị trí của Sadao trước, thì góc bắn của Rambo sẽ thoáng hơn và có nhiều hướng để di chuyển hơn. Công chúa Nhun vừa có mình mạng của Hen Cá Heo rồi. Rồi, có lẽ chúng ta sẽ tạm gác trận chiến ở đây lại khi mà có thêm sự xuất hiện của Bentosic nữa. Marcus thì vẫn đang có vị trí kê rất cao ở bên trên rồi. Poka thì sao? Một khẩu Berry cùng với một khẩu M16 ở đằng sau. Và bên cạnh đang là vị trí của Sep. Bên dưới khu Prison, Super Sengoku cùng với vị trí của Pio Korea. Ông này đặt tên fake vãi lồn. Nếu như các bạn xem giải PUBG nhiều thì các bạn sẽ thấy ở bên team Genji Gold có hai thanh niên bắn cặp với nhau rất chuẩn bài luôn. Đó là Pio và vị trí của thằng nào đấy tôi quên mẹ tên rồi. Bắn cực hay. Vừa bắn phát hiện ra vị trí của Minh Su. Duy Anh thì đang đâm xe vào vị trí của Manson. Bên trên này DJ Chip cũng đang có những dấu hiệu di chuyển khi mà có một cái aerob rơi rất gần đó. Nhưng mà đây là một cái aerob ở vị trí chống trải như thế này, thì Chip tuổi già sức yếu rồi, chắc chắn là sẽ không thể đớp được đâu. Sadao vẫn đang ngồi dinh ở khu bên ngoài, Rambo không dám đẩy ra ngoài rồi. Còn Marcus đang thay đổi vị trí một cách thông minh, có lẽ là sẽ bắt vị trí của Sadao đầu tiên. Chúng ta cũng xem góc dưới dưới của bản đồ. Đức Thuận đang phát hiện ra vị trí của Dương Minh. Một quả nết vui được ném ra nhưng hơi thiếu lực một tí. Dương Minh bị mất đi nửa máu. Đức Thuận thì đang lăm lăm trên tay một khẩu mù tạt cùng với ông ngắm 6x. Và bây giờ Đức Minh bị lộ vị trí rồi. À xin lỗi các bạn, đó là vị trí của Dương Minh. Dương Minh thì đang cầm đằng sau đó là một khẩu LR. Mù tạt là một trong những khẩu súng địt mẹ bắn khéo vãi luôn. Rồi vẫn đéo trúng luôn. Không được rồi, Thuận có vẻ hơi rén tay trong trận đấu này của chúng ta một chút. Mặc dù có mình một chiếc giáp bà đây, tuy nhiên Thuận lại không tự tin với kỹ năng của mình. Dương Minh đang là người bất lợi hơn trong tình huống giao tranh như thế này. Táp khá tốt từ Đức Thuận rồi. Chúng ta có một cái vòng bò vào giữa khu bản đồ và hình như là Marcus của chúng ta. Ôi, 3 kill rồi. Như vậy kịch bản rất có thể là Marcus đã có mình mạng của Sadao, sau đấy là Rambo đẩy ra có mình mạng của Marcus, hoặc là ngược lại. Bây giờ còn vị trí của Ben ở đây mà thôi. Thế trận đã được hóa giải với Rambo rồi. Và bây giờ dễ dàng hơn cho Rambo rất nhiều, khi mà chỉ còn lại là một tình huống 1v1 ở vị trí Lipoca mà thôi. Trước mặt vẫn đang là vị trí của Ben. Chúng ta cùng xem góc máy tổng quát để xem Rambo và Ben sẽ di chuyển như thế nào. Ben đang ngồi kê với khẩu Bison của mình. Phát hiện ra vị trí của Rambo rồi. Bây giờ sẽ là một quả smoke được búp ra. Không biết là có tác dụng gì đây. Ben quyết định là đẩy lên luôn. Di chuyển rất từ từ và chỉ cách nhau một bờ tường mà thôi. Ben lại quyết định di chuyển ở trong nhà, còn Rambo thì di chuyển ra khu đằng sau. Có lẽ cũng không nên giao tranh và mất thời gian ở khu Lipoca nữa, mặc dù là một khu vực ở trong bò. Bây giờ Rambo bị bắn nhưng bây giờ đó là trượt rồi. Rambo bị cấu đi nửa máu, không có gì phải vội vàng trong tình huống này cả, nên nằm để hồi máu, để xem Ben có dám đẩy lên hay không. Bây giờ thì Ben đang có những dấu hiệu từ từ đẩy lên trên như một con thú săn mồi rồi, và chúng ta cùng chờ đợi xem. Rambo vẫn đang ngồi chăm chú cuốn máu. Có lẽ cũng phát hiện ra một điều gì đó. Thấy vị trí của Ben rồi. Di chuyển rất khó chịu từ vị trí của Benji. Rambo cũng tỏ ra bắn vô cùng thận trọng khi mà anh đã có mình được 3 kill rồi. Gần như là clear hoàn toàn được khu vực Lipoca. Nhưng mà bây giờ lại xuất hiện thêm một player rất khó chịu nữa. Chúng ta cùng xem góc dưới khi mà VBT phát hiện ra vị trí của Lee. Không khó để Huy có mình được mạng thứ hai trong trận đấu này. Với một khẩu SKS cùng với ông ngắm 6x ở vị trí trên cao như thế này, Huy cũng đã áp sát dần được khu vực trong bo rồi. Ở bên trái khu bản đồ, Lòi Le thì sao? Đang nằm ở khu ngoài đường, gắn một viên đạn nào đó. Lòi Le cũng đang có mình. Sao địch mẹ mày lại ba quả nết nhở? Sao chúng nó nhặt được nhiều nết vãi lồn vậy? Tôi để tỷ lệ nết là 0.01 mà, tại sao lại nhiều nết thế nhở? Mèo ú hình như là vừa khai súng thì phải. Mèo ú nó đang ở đâu vậy? Chúng ta cũng bỏ tạm qua góc máy của Lòi Lè để đến với mèo ú để xem mèo ú đang. Địt mẹ, và thằng Rambo chết con mẹ rồi. Sau một pha mèo vượt chuột ở khu vực Lipoca thì cuối cùng Rambo cũng đã dừng lại ở phút thứ 15 với 3 kill duy nhất mà thôi. Giờ thì Lòi Lè bạo tung ra 3 con smoke và di chuyển khuất tầm nhìn rồi. A Phở đang xả đạn vào vị trí của ai đó. Vị trí của A Phở không phải là quá sâu. Chúng ta cũng chờ đợi phòng bò thứ 3 nào.
Một quả bóng lệch sang khung bên phải của bản đồ. Nếu như Rambo còn sống thì cái bước di chuyển của Rambo sẽ là vô cùng thuận lợi từ khu Lipoca đi vào trong khu vực tâm bò. Hôm nay người đồng đội, người bạn thân của Rambo đó là Nhím Ngu, vẫn đi tán gái cho nên là không tham gia giải đấu ao làng solo của chúng ta rồi. Detroit đang bị cam bởi vị trí của Quyết Trọng, khoảng cách không phải là quá xa. Và Detroit thì đang thu mình trong chiếc nhà vệ sinh. Đây sẽ làm quả smoke. Quả smoke này búp lên với ý đồ sẽ là đẩy lên trên nhà vệ sinh này của Detroit nếu như tôi không nhầm. Chiếc xe ô tô này thì hình như là cũng thủng cụ nó lốp rồi. Bây giờ thì Detroit sẽ phải ngồi tiếp chiều một pha công vào nhà vệ sinh. Chủ động di chuyển lên khu bên trên để lắng nghe tiếng chân của đối phương. Nhưng mà Quyết thì lại mở cánh sang khu bên phải. Bên trên này rất nhiều player chúng ta đang di chuyển dần vào trong khu bo. Zero vừa bị sấy xong nhưng không viên đạn là chính xác cả. Bây giờ thì lại đến vị trí của Poca. Chúng ta cùng xếp góc máy của Zero nào. Dừng lại ở ngay gần vị trí của Poca. Và bây giờ thì Zero cùng với Poca sẽ đối mặt với nhau. Xong rồi. Một pha trách nhà hơi ẩu từ vị trí của Zero. Poca cũng tỏ ra là một người khá tinh tế trong tình huống vừa rồi. Zero lại nổ súng ra hướng ngược lại. Và Poca quyết định là đẩy ra ngoài luôn. Kép đang có bắt ở khu vực trên tầng. Ui, tắp dính vãi lồn. Poca chỉ còn lại cho mình hai máu mà thôi. Nhưng không sao cả. Chúng ta có thời gian để hồi máu trong những tình huống như thế này. Không có gì phải vội vàng. Top 1 server thì đang đẩy lên trên và trước mặt đang là vị trí của Dion. Một quả nết được ném ra từ vị trí Dion rồi. Nhưng quả nết này có vẻ như không đi đúng hướng một chút nào. Dion chủ động di chuyển ra khu vực đằng sau khi mà top 1 server vẫn chưa biết được là đối phương mình chính xác ở vị trí nào để có thể đẩy lên trên. À phở có mình mạng của Pio Korea đưa trận đấu chúng ta về còn 45 player. Quả nết thứ hai thì có vẻ chính xác hơn một chút. Tuy nhiên top 1 server vẫn còn đó, mình đủ 100 máu và đang dần dần chiếm cho mình vị trí ở trên cao hơn. Một quả nết tiếp theo từ vị trí của Dion hay chăng? Đúng là như vậy rồi, tại sao nhiều nết vãi lồn vậy? Ui, quả nết này thì chính xác vãi lồn rồi. Top 1 server chỉ còn lại cho mình khoảng 1/3 máu thôi. Và bây giờ lại một quả nết cuối cùng nữa. Top 1 server nằm xuống với khả năng ném nết điêu luyện của Dion. 4 quả nết liên tiếp được ném ra và cũng là 4 quả nết cuối cùng của Dion rồi. Dion nhanh chóng đã có mình được 5 kill. Trận đấu của chúng ta mới chỉ diễn ra ở phút thứ 17 mà thôi. Người có 5 kill duy nhất trên bản đồ tính đến thời điểm hiện tại thì phải. Đằng sau là vị trí của Quyết Chọc Gaming cùng với Faggy. Không phải không một mà nó vẫn nhiều ấy lồn. Tôi cũng đéo hiểu ra. Thôi, từ những giải lần sau chúng ta nên tắt cơ mẹ đi, nó sẽ hợp lý hơn các bạn ạ. Úi dồi ôi, địt mẹ. Được, vãi lồn các bạn. Nó giống tình huống của tôi vãi lồn, nhưng mà khác với cả tình huống của Fly hôm nay. Tôi cũng nhảy xuống xe nhưng mà tôi làm hai, Fly chỉ làm được một thôi các bạn. Đây này Kimochi khẩu DP cùng với Holo. Thì thôi, tốt nhất là không nên thể hiện gì nhiều. Detroit vẫn ôm cái nhà vệ sinh. Có lẽ cũng không muốn bỏ, hoặc là không có giấy. Đức Thuận nằm xuống bởi vị trí của Sunoku Super rồi. Còn Quyết Chọc thì có lẽ là cũng chỉ loanh quanh ở chỗ này thôi. Cũng không có lý do gì phải di chuyển cả. Chúng ta vẫn phải nên chờ đợi xem cái vòng bo thứ tư nó sẽ như thế nào. Rồi chạy đi sau cũng không muộn. Ở khu bên trên của bản đồ thì Toàn vừa có phá giao tranh, không chính xác là đang giao tranh với vị trí của Dora. Toàn chỉ còn lại cho mình nửa máu thôi. Dora di chuyển khôn khéo ra khu bên phải. Mặc dù Toàn tỏ ra khá là khôn khéo và tinh tế trong tình huống giao tranh vừa rồi, nhưng người chiến thắng vẫn là vị trí của béo Dora. Dion ở vị trí trên đầu, à trên đồi, phát hiện ra vị trí của Bạch rồi. Ông Bạch này tạp dính vãi lồn luôn. Dion đã có mình được 6 kill rồi. Trong lịch sử tham gia giải đấu ao làng solo của chúng ta thì Dion cũng đã từng có mình được hai cái top 1 trong giải đấu ao làng solo. Và những hành động chỉ bùi lên trời như vừa rồi của Dion là một trong những hành động mà Dion đã sử dụng rất nhiều rồi. Thường thường sau khi sử dụng cái emote đấy thì Dion thường cũng chết ngửa bùi lên trời luôn. Hèn dài bên cạnh là vị trí của Còn. Ôi đi bạn, mà Hương Giang này vẫn còn sống ạ. Super vừa có mình mang Detroit rồi. Như vậy là một pha thủ nhà vệ sinh không thành công đến từ vị trí của Detroit. Không, có lẽ là một pha hơi hờ hênh một tí. Bây giờ thì Sung Cú quyết định đẩy lên trên. Nhưng Quyết Chọc đã là người ngồi sẵn được cái hào này rồi.
Vị trí của Quốc Trọng phải nói là quá thuận lợi luôn, thì ngó lên mỗi cái đầu thôi khiến cho Sohoku Super không thể làm được gì cả. Bây giờ thì Long Kang có bình mạng của Foe. Mạng đầu tiên của Long Kang trận đấu này. Đưa trận đấu chúng ta về chỉ còn lại 29 player mà thôi. Và cánh trái của chúng ta hơi bị clear một tí rồi. Lói Le vẫn còn đó cho mình một chiếc xe đa xe để có thể di chuyển được vào trong khu bò. Và Lói Le chọn cho mình cái phương án ở trận đấu này, đó là đánh vị trí viền bò. Hương Giang sẽ đẩy lên trên khu vực nhà Doraemon này. Đây cùng xem Hương Giang công nhà như thế nào. Ở quả sấm mốc này hơi bị khó hiểu một chút. Dian tiếp tục có mình thấy mạng thứ 7 trong trận đấu này. Béo Rora là người vừa nằm xuống với khẩu mini 14 của Dian xong. Rồi Hương Giang lại búp thêm quả sấm mốc nữa. Spam trước từ vị trí của Anna Béo rồi. Lói Le đang cầm mình 7 quả nết à. Ừ nhờ, tôi đéo hiểu tại sao. Hay là nết tôi đang để x3 nhỉ. Sao nếu nhiều nết vãi lồn như thế này. Tất cả những cái custom hay là những cái giải đấu mà tôi làm, thường thường tôi hay tắt nết đi. Tại vì cá nhân tôi thấy quả nết nó bị bá đạo quá. Ngày xưa nó còn bình thường, nhưng mà có một thời gian các bạn nhớ là nó búp quả nết lên, phạm vi nổ nó rộng hơn và đam nó to hơn, khiến cho những trận đấu của chúng ta đéo thèm bắn nhau nữa. Bây giờ các bạn để ý kể cả xem giải luôn, lúc nào các team gặp nhau đầu tiên cũng phải dội nhau mưa nết đã, xong rồi làm đéo gì làm. Nốc được một thằng hay nốc được hai thằng thì mới quyết định cả team đẩy lên trên. Cái chuyện đấu skin nó không còn quá quan trọng nữa. Quan trọng hơn là thằng nào ném nết tốt hơn, thằng nào có nhiều nết hơn. Quan trọng hơn là bây giờ Dian đã bị lộ vị trí bởi vị trí của Bốt Giang rồi. Hiện tại đang có mình 7 kill. Tuy nhiên Dian đang có mình vị trí không phải là quá đẹp khi ở map bò. Vẫn sẽ là ánh mắt mà chúng ta sẽ phải để ý nhiều hơn. Để xem Dian có mình... Ủa, còn táp khá tốt trong tình huống vừa rồi đấy. Nhưng Anam Béo đang làm kẻ phá hoại ở đằng sau. Cái xe UAT này thì sắp đổ rồi. Con không thể ngồi đây được mãi đâu. Này nổ chết mẹ người này. Ngồi đây đi. À, đau họng quá. Ngoài sấm mốc khá hợp lý từ vị trí của Pon. Che đi được góc cửa sổ rồi. Nhưng mà quả sấm mốc này chỉ hợp lý khi anh có ý định đẩy lên hoặc là đi vào trong nhà để trốn mà thôi. À nhưng mà như vậy là quyết định là chui vào trong nhà thật. Cũng hợp lý đây. Đối diện đang là vị trí của Quyết Trọng. Người vừa rời khỏi vị trí cái hào xong. Quyết Trọng cũng đã có mình được 6 kill chứ không phải là ít. Giáp 3 và mũ 2. Trang bị cũng không phải là quá tồi. Mà ông này là ông đéo nào thế lạ vãi lồn ra. Bắn kinh vãi lồn. Hai cái aerob rơi ở khu vực... gần 100 mét bên dưới của bò. Bột Giang thì vẫn đang sinh vị trí của Dian. Vị trí của Dian khá trống, không biết là có thể chạy qua được vị trí của Bột Giang hay không. Nhưng với cái kiểu đứng như thế này thì vòng bò sẽ chạm vào Dian trước và mới đến Bột Giang sau. Đau khổ hơn nữa là Dian đang rơi vào tầm ngắm của những hai người cơ. Boga đang bắn sang vị trí của Bột Giang từ khoảng cách khá xa. Có lẽ Giang nên sử dụng 1 đến 2 quả sấm mốc để có thể che đi một số góc. Cô Giang có mình mạng của Dian rồi. Như vậy là Dian sẽ dừng lại ở vị trí số 15. Và trận đấu của chúng ta hiện tại chỉ còn lại 14 player ở phút thứ 23 mà thôi. Cô Giang phát hiện ra luôn vị trí của Còn rồi. Bên trên này rất nhiều player đang lên xe lao mình vào trong khu bò. Anna Béo sẽ dừng lại ở gần vị trí của Mr. Hất Lạc. Zolin đang ở khu bên trên. Cô Giang có mình mạng của Còn rồi. Ở khu bên dưới này thì cô Giang lại đang rơi vào tầm ngắm của Poka. Ngôi nhà Poka vẫn đang ở trong khu bò. Bây giờ thì Triệu Dương sẽ công nhà vào vị trí của Sếp. Z có mình mạng của Hentai Team rồi. Triệu Dương đang cố gắng pick được vị trí của Sếp. Sau đấy sẽ giải quyết lốt vấn đề của Poka. Là khu vực này sẽ hoàn toàn clear nhưng mà Tham Minh sai rồi. Cầm quả nết hơi lâu một chút khiến cho Triệu Dương nằm xuống và biến thành một cái hòm gỗ. Bên này Poka có lẽ là người có lợi nhất khi mà trận solo ở khu vực này chỉ còn lại 1v1 mà thôi. Vòng bóng tiếp theo chúng ta lệch sang khu bên trái của bản đồ. Lợi thế khá nhiều Poka nếu như giải quyết được vấn đề của Sếp. Ở khu bên dưới bản đồ này, Anna Béo đã có mình một cái góc và một cái hòn đá và nó không thể đẹp hơn rồi. Bốt Giang thì sao? Nằm ở khu vực map bò. Khu vực này không phải là quá đẹp đâu. Zeo đây phát hiện ra vị trí của Hất Lạc. Nhưng mà đéo lại nằm tắp như này. Sẽ bốc liên tục được ném ra. Hất Lạc ăn một quả nết của Zolin và nằm xuống ngay vị trí xe anh đang đứng. Zolin phát hiện ra luôn cả vị trí của Anna Béo. Bắn rất khéo từ vị trí của Zolin, đưa về cho anh con số kill là 2.
6 player ở phút thứ 24 mà thôi. Giờ thì Jolin lại đẩy lên trên, phát hiện ra luôn cả vị trí của Zero. Nhưng mà tát thì lại không tốt như tình huống vừa rồi. Jolin quyết định là quay ngược trở lại khi mà mình đã bị lộ vị trí rồi. Zero cùng với Jolin đều đang vác bùa chạy vào trong khu bò. Zed phát hiện ra vị trí của ai đó không, chỉ là một tình huống sấy xe mà thôi. Poka đẩy lên trên, có lẽ là muốn bắt vị trí của Bốt Giang trước. Vị trí Poka đang ở trong khu bò rồi, nhưng đừng quên đằng sau còn vị trí của Zed nữa. Zed cũng tung những quả smoke ra và có vẻ như theo hướng smoke này thì Poka sẽ đẩy sang khu bên phải của bản đồ. Phát hiện ra luôn cái vị trí của Zed rồi. Cả nhà vệ sinh của Zed rất đẹp nhưng mà lại ở ngoài khu bò. Jolin đẩy lên trên vị trí mà Annabelle vừa nằm xuống xong. Đây vị trí tôi đánh giá rất cao ở những vòng bò cuối cùng này. Suýt chút nữa thì Zero Day đã có mình được mạng tiếp theo rồi. Tạp khá đau, bò chúng ta bắt đầu di chuyển vào rồi. Boca sẽ phải bò lên trên một chút để vào trong khu bò. Bột Giàng thì bắt đầu cũng đã nằm xuống rồi và chuẩn bị sẽ bỏ đi những chiếc ba lô của mình. Tôi chắc chắn với các bạn là như vậy luôn. Berizori phát hiện ra vị trí của Jolin, nhưng mà vòng bò thì đang đốt dần và đít rồi nên anh quyết định là phải đẩy lên trên. Jolin sau một tình huống hồi máu chắc chắn là sẽ ngó ra check vị trí của Zero Day rồi. Và Zero Day sẽ là người nằm xuống ở tình huống này. Đúng như ngoài dự đoán, Poka là có mạng của Zero Day rồi. Bây giờ thì Poka phát hiện ra luôn cả vị trí của Zero Day. Zero Day đang nằm ở đằng sau một gốc cây ổi và đang có mình thời gian để hồi lượng máu cần thiết. Poka đang bị kẹp giữa vị trí của Bốt Giang và bên phải đang là vị trí của Sep. 5 player mà thôi và chưa một player nó tiếp cận được vào trong khu bò cả. Một cái vòng bò rất khó và vô cùng trống trải. Kịch bản rất có thể là Zero Day sẽ phải đẩy vào trong khu bò và rơi vào tầm ngắm của Bốt Giang cùng với Zed. Bây giờ thì Zed bị bắn rồi, người đang xả đạn rất có thể là Sep với khẩu mini 14 của mình. 4 player ở phút thứ 27 mà thôi. Bây giờ Zero Day lại bị xả đạn bởi vị trí của Sep. Bắn hai viên đạn quá tốt từ vị trí của Sep. Bây giờ lại đến vị trí của Poka. Poka bị lỗi vị trí của Bốt Giang rồi, anh buộc phải ẩn mình vào trong làn smoke. Rất khó chịu luôn. Sep đang bị bắn từ rất nhiều hướng và chỉ còn lại cho mình hai máu mà thôi. Poka cũng đang ẩn dần vào trong khu vực bò. Bên phải đang là vị trí của Sep, cần nhiều hơn những quả smoke để có thể che chắn đi vị trí của Poka. Bốt Giang nằm xuống bởi vị trí của Zero Day rồi. Zero Day quyết định là lên xe, nhưng mà làm sao để có thể chạy được vào trong khu vực bò đây. Zero Day nằm xuống bởi vị trí của Poka. Bây giờ chỉ còn 1v1 giữa vị trí của Sep cùng với Poka mà thôi. Ba quả smoke sẽ dần tan đi. Một quả nết được ném lên từ vị trí của Sep. Quả nết thứ hai hơi đuối lực một chút. Sep quyết định đẩy lên trên luôn. Sep đang có mình một gốc cây, nhưng mà ngay sau đó trận đấu chúng ta kết thúc rồi. Gốc cây của Sep quá lợi hại và trận đấu chúng ta quá nhiều nếp, khiến cho player chúng ta dễ dàng hơn trong việc di chuyển và pick vị trí của đối phương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi giải đấu Ao Làng. Sorry các bạn hôm nay hơi ốm một tí. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé.